Quán ăn của thủ đô Paris có bán nước mía Việt Nam. Tấm mía đông lạnh, ép tại chỗ trước khi uống, có vị tươi mát không khác gì nước mía vừa ép tại Việt Nam. Mía cây đông lạnh Việt Nam do một công ty Pháp nhập khẩu. Pour moi, le plus important, c'est le côté qualitatif de la canne. Đối với tôi, quan trọng nhất là chất lượng mía. Thân mía phải không quá to. Mía châu Phi quá to. Mía Costa Rica cũng quá to. Còn mía Ai Cập lại quá bé. Kích thước phù hợp mà lại cho nhiều nước đúng màu vàng nhạt thì chỉ có mía ở Tây Ninh Việt Nam. Ça c'est la canne de Tây Ninh, Tây Ninh Việt Nam. Máy ép mía được sản xuất tại Việt Nam. Ông Loyer nhập sang Pháp, bán máy rẻ để rồi bán mía đắt. Đã mua máy rồi thì tất nhiên là phải mua mía. Ngoài ra, ông cũng sản xuất nước mía đóng chai tại Việt Nam rồi đưa sang Pháp. C'est vraiment made in Vietnam encore une fois. Đây là nước mía made in Vietnam. Chúng tôi luôn muốn sản xuất một loại nước mía ép mà quy trình trồng và ép hoàn toàn không dùng hóa chất. Nước mía Việt Nam còn được nhập vào Pháp dưới dạng thùng phi to, bán cho các nhà máy sản xuất rượu hôm. Hôm nay, một khách hàng tới Bỉ đánh xe qua Pháp lấy hàng. Aujourd'hui, je vais chercher le jus de canne à sucre donc chez Socana, la canne qui vient du Vietnam. Tôi đến lấy nước mía Việt Nam. Chúng tôi cần nước mía để chưng cất rượu hôm. Đã thử nghiệm nhiều loại mía, nhưng chỉ thấy mía Việt Nam là phù hợp. Rượu canne, ici, on a une très bonne canne. Gắn bó với cây mía Việt Nam từ năm 2012, ông Loyer nhập khẩu máy ép mía từ Việt Nam rồi từ Pháp lại bán máy sang Bỉ, Thụy Sĩ, các tổ vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một số nước Trung Mỹ. Sur les 7 années, il y a eu plusieurs centaines de containers. 7 năm nay, tôi đã bán được vài trăm máy ép nước mía sản xuất tại Việt Nam. Từ đầu năm, tôi đã nhập từ Việt Nam 3 container mía cây và nước mía. Tôi còn phải nhập thêm trong năm nay 2 container mía và 1 container máy ép nước mía nữa. Hiệp định thương mại tự do đang mở ra những cơ hội kinh doanh mới.